một phần á là do bên voucher từ kênh của Hải Vót cho nên mình mới có cái ưu đãi như vậy. Nên nhanh tay mọi người bấm vô chốt đơn giùm em ha. Chốt đơn liền giùm em mọi người, không em qua nha mọi người. Hiện tại là bây giờ tụi em sẽ qua rất là nhanh đó mọi người, tại vì còn cũng còn nhiều sản phẩm á mọi người, cho nên là mọi người ai thấy giá tốt mua liền giùm em nha mọi người. Ai thấy giá tốt mua liền giùm em. Rồi 3 phút nữa qua đi, 3 phút là một thời gian rất dài để cho chúng ta có thể chốt đơn nha. Đúng rồi, cho nên là mọi người thấy giá tốt thì chốt liền giùm em. Giá giảm rất là sâu và ưu ái luôn, T-Sip luôn mọi người ơi. Đúng rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị lên ly ha. Hay lên cái gì? Wow. Rồi. Rồi cho mọi người chốt, mọi người giá đây là giảm nhiều nhất trong phiên live rồi. Trong phiên live nào mà giảm tận 500 ngàn lận, gần 500 ngàn lận mọi người. Ủa giờ này mà có 8 giờ tối hả? Giờ này 6 giờ tối ra lộn rồi. Hả? 6 giờ tối. Lộn 6 giờ tối, ý là 18 giờ. 6 giờ tối là mọi người đang trong thời gian là mới đi làm và đang mệt nè. Đúng không? Thời điểm này là những cái thời điểm mà mọi người đang cần phải giải lao nè. Hát karaoke bây giờ lên cái loa karaoke nha mọi người nha. Mình hát nói vui vẻ thôi. Mình cho hát luôn. Không có cho hát mọi người. Thật sự luôn em nghĩ là có cái loa này nó đỡ mệt. Cái loa này nó mệt lắm mọi người. Đỡ mệt tại vì khi mà nói em không cần phải nói quá to. Đó mọi người nghe thấy không? Em chỉ cần nói rất nhỏ đúng không mọi người? Là đã nghe rồi. Đó, ví dụ em nói về mọi người nghe không? Tại vì có mic nên mọi người nghe. Ôi, Kim giúp em cái loa lên nha mọi người nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi cái loa này được tặng kèm một quạt nha. Loa này loa karaoke Havit nha mọi người nha. Cái quạt phải là ở đây có quạt nha. Không. Đó, nhiều khi mình đi du lịch nè, hay mình đi chơi nè, đúng không? Mà giờ vác luôn cái dàn karaoke ở nhà đi thì khó quá. Nhưng có một cái máy nhỏ gọn, xách tay như thế này, cưng ha. Dễ thương. Vừa nghe nhạc, tích hợp có cái loa vô nữa. Đó, cái mic, cái loa này là để nghe nhạc nha mọi người. Cái mic này là để mình để hát karaoke. Đó, nhiều khi hát vui thôi, hát vui vẻ thôi. Cứ hát công suất như tối đa là 5W và dung lượng pin là 1200W, cổng sạc Type-C nha mọi người nha. Sạc 2,5 giờ nó sẽ đầy pin. Đúng đó rồi. Và thời gian chúng ta nghe nhạc là 5 tiếng đồng hồ lận mọi người ơi. Ok. Đó. Rồi mọi người tranh thủ bấm vô mua giùm em. Hãy hát một câu nè. Hát chúng ta không thuộc về nhau. Rồi tại sao không thuộc về nhau. 690 giảm còn hơn 300, mọi người thấy giá tốt mua liền giùm em nha mọi giá người. Giá tốt mua liền giùm em. Em nói xong chị để cái đuôi ra giống như chị bè. Ừ, có tốt không là có tốt không. Rất là tốt rồi, rất là tốt. Giảm 48% lận mọi người ơi. Giá tốt quá rồi, mua liền đi, cái này hồi nãy bán rồi, giờ bán lại nè. Đúng rồi. Đó, nó có rất nhiều màu luôn. Màu đen, màu bi diêm. Bây giờ màu mình sẽ nghe nhạc thử nha. Là trong cái này đúng không chị? Bây giờ bật cho mọi người nghe nhạc thử nha. Rồi rồi, em tắt cái mic em cho mọi người nghe nhạc. Đó, nói chung là nghe vui vẻ thôi. Hai mic còn màu kem không ạ? Mic còn màu kem không hả? Màu bi xe là màu kem đó. Toàn đó. Toàn nhạc karaoke không vậy? Không phải đâu. Ê, nó có bị hết pin không nhỉ? Nó nháy nháy lên pin hả? Hết pin rồi nè. Hết pin luôn rồi nè, sạc vào. Sạc đi. Rồi bây giờ qua ai khác nha mọi người nha. Bây giờ qua ai khác đi chị ơi. Máy hết pin rồi cả nhà ơi. Qua tai nghe hả? Ồ, cưng quá nè, tai nghe này 690 giảm cũng là Bluetooth luôn, luôn hả? Vẫn tăng cái quạt luôn mọi người, tai nghe Bluetooth luôn. Thời trang nha. Hải hợp đó Hải. Ok không? Đang bộ đồ đó luôn. Quá trời. Trời ơi, cái này là bảo hành một đổi mới trong vòng 1 năm nghe nha mọi người nha. Nghe, nghe khoái nè, Thái Bình này cũng sân tùng ấy nè. Cái này là nghe nhạc đến 38 tiếng lận mọi người ơi, nghe nhạc đến 38 giờ đồng hồ nha mọi người, cho nên là mọi người là thoải mái nghe xong là sạc. Không đau tai luôn. Nó êm, cái đệm nó êm mọi người. Đó, thiết kế tinh tế là màu sắc hiện đại này mọi người ơi, cái mood này nó êm, nó nhẹ. Đó, và dung lượng pin là 500W nha mọi người. Cái mic còn màu kem nha, bạn ấn vào bạn mua thanh toán giùm mình nha. Sáu trăm chín giảm 410 còn phi ship luôn. Đúng rồi.
Nè, đeo thử. Cái này không phải đeo thời trang đâu mọi người, đeo thật đó mọi người. Đeo thật nha mọi người, chứ không phải thời trang đâu. Đó. Cưng không? Có lớp định tay bên ngoài xuyên miệng cho mọi người chống bị đau tay nha. Ừ. Rất là đẹp nha. Thật ra thì có những người là không có thích đeo cái tai nghe nhỏ nhỏ, mà người ta thích đeo cái này. Thứ nhất là thời trang, thứ hai là cảm giác nó đã, thứ ba là nó... Và chị đeo thấy êm không? Êm. Tại vì cái mút nó rất là êm mọi người, mà giá giảm nhiều chưa kìa mọi người ơi, 690 giảm 400 mút. Và hình như em nhớ cái này đúng rồi, nó có điều chỉnh nha. Đối với những người mà cái đầu mà kiểu to thì như vậy. Nhưng mà ví dụ đầu em nhỏ em có thể rút vào. Đó, rút vào như thế này. Sau đó em đeo. Rất là dễ thương đúng không? Trời chiêu ha. Ừ. Rồi sau này qua gì chị ơi? Qua cái ly em. Qua cái ly hả? Ừ, ok thế để vào đi. Rồi bây giờ chuẩn bị qua sản phẩm nha mọi người nha. Rồi mọi người bây giờ cái tai nghe còn thời lượng người em sẽ qua ha. Qua ly hả? Đây hả? Ê cái tai nghe là hồi nãy có người mới mua, chưa bán người mua này. Ôi lạ quá nè. À đeo sao? Thật sự là em chưa biết dùng nha mọi người. Đây là lần đầu tiên em dùng luôn. Cái tai nghe nó rất... Đây. Trời sao nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh hay vậy? Mình sẽ kẹp nó vô vành tai nha mọi người nha. À cái này cũng 690 giảm 100 còn 410 nha mọi người nha. Khối lượng cực nhẹ nha mọi người. Bảo hành cũng 12 tháng luôn. Nè chéo này này, đây này. Đúng rồi. Ê, âm thanh nghe êm ấy chứ, ai đang kết nối đúng không? Ai đang quay lại, kết nối quay lại. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ. Một trải nghiệm thú vị nha. Hay à, nhìn nó dễ thương đúng không chị? Không rớt, không hề rớt cho mọi người. Không rớt luôn. U trời, cái này mà để em đi học nhảy là ok luôn cả nhà. Đi học nhảy đâu ha. Lắc qua lắc lại ha. Rồi lắc luôn, ok chưa? Lắc luôn, không rớt luôn. Không rớt luôn nha mọi người. Ok luôn, ok chưa? Ok rồi. Không, mình lắc qua lắc lại. Không rớt. Âm thanh khá là ok, trong veo và rất là êm tai nha mọi người. Không bị rè. Rồi còn ly ha, ly set deal sẵn rồi. Ly. Rồi ok mọi người, bây giờ em qua mã cho qua ly giữ nhiệt cho mọi người. Rồi mọi người sẽ qua mã, qua em ơi, sẽ lên. Được rồi chị, nghe thế thôi. Ghiền. Rồi mọi người đang mua, nhớ thanh toán giùm em nha. Máy là bao nhiêu vậy? Rồi ly rẻ, ly set new sẵn luôn rồi kìa. 299 giảm còn 141. À, 410. Ok. 299 giảm còn 144.000 free ship nha mọi người. Rồi bây giờ lên mẫu ly ha. Rất là đẹp nha, rất là thời trang luôn á. Này. Lên cái này chị ơi. Trả này chúng tí nữa em chôm nó nha. Nó có rất là nhiều kiểu khác nhau luôn mọi người. Đó, bây giờ là có khắc tên này, có trơn này. Mặt này đã hết ghê vậy. Khắc tên hoặc là icon mọi người, còn cái này là tặng kèm đó. Đó, 144.000 thôi chị ơi. Elox này. Xinh không? Có khắc tên không? Có khắc tên luôn. Rồi. Mọi người vào chỗ mua nó có cái khắc tên đó mọi người. Combo sao em lên rồi và bây giờ là giá 650 đang giảm còn bao nhiêu này em, để em xem nào. Còn 459 thì mua liền giùm em, tí nó lên lại đó. Nè mọi người, ống hút luôn. Xinh không? Nhỏ nhắn xinh xắn ha. Mình lên mã nào đầu tiên vậy? Nè mình đang lên mã này nè. Ừ. Nó có 3 màu đúng không? Nhiều màu lắm chị, nhiều màu, nhiều mẫu luôn. Mọi người vô trò chuyện với lại cửa hàng á, cửa hàng là sẽ
mọi người sẽ đặt được cái tên mình mong muốn để khắc tặng đó, kèm là cho kèm mọi icon người để mọi người dán đó, tặng kèm cho mọi người cái bịch sticker ở phía trong nha mọi người nha. Đây còn đây là một cái que để mà kiểu chắc là để chùi rửa đó mọi người, nó tặng kèm nha mọi người. Đây là cái ống hút kèm ống hút đúng không, cái này hình như cái này bị thiếu ống hút rồi này. Ở đây 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 đây, ở trong này có ống hút thủy tinh nha mọi người luôn, ống hút thủy tinh. Cái này là gắn sẵn xong nó tự bật lên đó chị biết không? Biết chứ, bán trời ơi chị nhà mà. Chị bán ly giữ nhiệt mà xong biết được. Mọi người cái ly này khá là đẹp luôn á, dễ thương. Cái này là chắc 500ml á. Cái này là cọ rửa cái ống hút chị. Cái này 500ml đúng rồi. Cái loại này. Mọi người có tặng kèm sticker cho mọi người thấy không? Tặng kèm sticker nó sẽ ở phía trong, nó sẽ ở phía trong của cái hộp này. Khi mọi người mua về mọi người mở cái hũ này mọi người sẽ thấy một cái sticker phía trong nha. Mọi người mà lấy ra mọi người. Em dán đó mọi người. À, cái ly này á mọi người đang có mua với cái giá nó 144.000 thôi chị ơi. 144.000 là được hỗ trợ từ sàn và hỗ trợ từ em luôn, là phi ship luôn. Phi ship luôn nha. À, được hỗ trợ cả của shop nữa, shop cũng hỗ trợ giá cho mọi người trên cái ly này khá là rẻ ra mọi người. Ly này ly giữ nhiệt nha. Inox nha mọi người nha, chất liệu là inox luôn. Nó có cái quai sắt nè. Đó, có sách quay sách để cầm mọi cho người. Mọi người thích khắc tên gì vào mọi được. Người thích khắc tên gì chọn cái mẫu chữ mọi người thích luôn, mọi người bấm vô đặt hàng đúng không, sau đó mọi người bấm vô cái khung là trò chuyện á, cái khung trò chuyện với lại cái shop đó đó, và nó có nhiều nhớ kiểu nha, lắm. Cái khung trò chuyện của shop chứ không phải khung trò chuyện của Hải Vót nha. Anh không mọi thấy người. Combo dao combo em có khi có mà anh mã 29 anh kéo xuống 29 nha. Rồi mấy chị, mã này ai đặt mọi người nhanh tay đặt hàng và rồi, thanh toán giùm em nha, chứ quay qua mã đó mọi người, mỗi mã là qua nhanh lắm á. Rồi bây giờ qua cái này ha. Qua này là có họa tiết luôn. Ừ. 320 giảm 164 đẹp không? Trời ơi cái này là tặng làm quà là ok, nó có giấy cái sách này. Cái này là kiểu như mà mấy anh chị mà uống cà phê văn phòng nữa hoặc là uống trà mấy người. Rồi mọi người thì mình có thể dùng cái này nha, nó có đầu hút lên luôn nè. Cái này lớn hơn cái 520ml chị. Ừ. Đáy lót xứ nha mọi người. Trời ơi. Đáy lót xứ hả? Thì nhiều loại, mình thích mua loại gì loại. À, ở dưới sẽ có một cái miếng đệm để không trơn. Đây là lót thêm đáy xứ là có luôn à. Trơn trượt nha. Có lọc trà luôn. Cái cỏ bốn lá hết rồi. Đây mọi người, nó có cái ống hút. Ví dụ bình thường mọi người sẽ phải kiểu giống như là mở ra rồi xong tu cái miệng như thế này đúng không? Nhưng mà với cái dòng ly này á thì mình sẽ có một cái ống hút phía trên này mọi người. Khi mà mình đậy lại á thì nó đóng lại được như thế này. Nhưng mà khi mọi người mở ra sẽ có cái ống hút lên như thế này, rất là thông minh và sạch sẽ luôn. Khi mình uống xong thì mình đậy lại, thứ nhất là chống tràn chống độ, thứ hai là vệ sinh sạch sẽ cho mình. Khi nào mình muốn mở thì mình mở ra như thế này, sẽ có cái hút phía trên này cho mọi người nha. Mà bên trong đó, tặng kèm icon các thứ là đầy đủ luôn mọi đây, người nha. Đây là cái ống hút này mọi người thấy không, em đẩy xuống là nó không có đổ này, không có tràn này, nhưng mọi người bật lên đó là sẽ có ống hút lên cho mọi người. À, nó sẽ rất là tiện cho mình chứ khi nào mình cũng hút. Combo dao là em đang lên rồi nha mấy chị nha, combo dao em lên rồi. Hiện tại đang là mã, ủa mọi người hỏi dao nhiều không? Hiện 29, mã 29 nha. Và quan trọng là cái ly này có thể giữ được nhiệt nóng và lạnh lên tới 12 giờ, không bị đổ mồ hôi và không bị đòi nữa. Cái ly này là mình sẽ giữ nhiệt được đến 12 giờ nha mọi người nha, không bị nóng hay là đổ mồ hôi hay là kiểu nó toát ra ngoài ấy mọi đúng người. Đúng rồi, bình thường mọi người rất là ngại vấn đề là ly giữ nhiệt nó bị toát, nhưng mà thường cái inox đó là loại inox mà nó không được ok lắm. Còn inox 316 là loại inox chuyên dùng trong thực phẩm này, trong cái kiểu như mình ăn uống đồ dùng hàng ngày của mình, mà inox 316 là của em cảm thấy là nó là dạng tốt rồi đó, đa số là hàng cao cấp là 316 rồi, còn sau đó thì có thể là 304, cái inox 304 cũng là ok rồi, mà cái này là inox 316 luôn, thì chứng tỏ là nó là một cái ly giữ nhiệt rất là tốt, nó giữ được lâu và nó không có biến đổi chất. Đó là những cái loại inox mà tốt, mình nên chọn những loại inox đó để mình uống, ví dụ đồ nóng quá nó không có bị biến cái chất của cái nước của mình, mà nó lạnh quá nó cũng không làm biến chất luôn. Cho nên cái ly giữ nhiệt này là một trong những cái ly mà em nghĩ mọi người nên sở hữu để trong kiểu cái bàn làm việc của mình á.
mà nó còn được một cái là nó không bị rò rỉ nước luôn chị ơi. Đúng rồi, đúng đó, rồi. Mình đổ nước vào không bị rò rỉ luôn. Nó làm rất là kín, nó làm rất là kín luôn. Cho nên là ly này cũng đẹp. Và nó lạnh đến 12 tiếng lận. Và làm bằng cái loại mà mọi người biết inox ở ngoài nhưng mà sơn tĩnh điện, mọi người sơn tĩnh điện, sơn nhám á. Cho nên nó sẽ không có bị trầy. Nó có trầy đi chăng nữa mình cũng rất khó nhìn thấy. Cho nên em thấy cái này nó làm vừa thời trang mà vừa tiện dụng cho mình nữa. Rồi mình qua mã khác chưa? Mọi người nhanh tay bấm vô giỏ hàng mua giùm em nha. Bên này hả chị? Đây. Cái này tặng kèm cho mọi người luôn nè. Tặng kèm cái cây vệ sinh. Nhưng mà nếu nó có nhiều size đúng không? Nó có nhiều size. Ô dễ thương quá. Đây mọi người, từ thấp đến cao cho mọi người luôn. Và tặng kèm cho mọi người cái đồ để mà mọi người vệ sinh á. Cái này nó nối vô nhau nhá. Nó dài á, nhưng mọi người về nối vô nhá. Nó tặng kèm cho mọi người cái để mà vệ sinh bình nè. Mười hai tiếng nha chị nha, mã một là giữ 12 tiếng chị ơi. Cái bình này á mấy chị, cái bình này là bình thủy tinh nha. Cái bình này nó giống như là cái bình để mấy chị có thể pha trà nè, hoặc là đựng nước nè. Đó, ở phía trên này nó sẽ có một cái túi lọc cho mấy chị luôn. Đó, ví dụ mấy chị pha trà, mấy chị pha gì đó, mấy chị chế nước đầy lên cho em. Đó, có một cái bình lọc trà ở đây. Sau đó mấy chị đầy lại. Này, cái nắp cũng là thủy tinh luôn, rất là đẹp nha. Cái này nó cực kỳ đẹp luôn á. Nhưng mà mọi người nhớ hàng dễ vỡ nha. Hàng này là hàng dễ vỡ nha mọi người, không có quăng ném nha mọi người. Này là bình thủy tinh. Đẹp ha. Rất là đẹp, rất là xinh luôn. Mà giá giảm rất sâu luôn nha mọi người nha. 280 giảm xuống còn có 160.000 cho mọi người thôi. Là cái bình loại lớn hay loại nhỏ vậy? Loại tại lớn vì đây, cái này là à, có 3 nhiều, size nhiều là 4 chị size ơi. Là đúng cái rồi. Này là một trận giảm xuống còn 165.000 là loại nhỏ nhất đây ạ. Loại 750ml á, loại 1.000ml là 179. Là tổng cộng là giảm khoảng hơn 100.000 luôn. Cái nào cũng thế, giảm khoảng hơn trăm xíu. Cái nào cũng giảm hết đúng cái không? Cái nào cũng giảm hết luôn. Mà ngày hôm nay là em còn được TikTok Shop hỗ trợ free ship luôn nha mọi người nha. Đúng rồi, cho nên là mọi người mua trên like thì sẽ lợi hơn. Nhiều lúc mọi người thích cái gì đó, mọi người thấy trên like của tụi em, mọi người mua luôn đi nha. Rồi, bây giờ là cho mọi người ai thích cái gì comment em lên cái đó nha. Sao thì em vẫn ghim trong giỏ hàng nha mọi người. Bình này là quá tiện dụng luôn mọi người ơi. Cái bình lớn này này em thấy là ok nha mọi người. Kiểu như là mọi người đun nước đun sôi ấy, mọi người để bên trong cũng được luôn, để uống dần. Tại vì mà nó cũng không bị rò rỉ luôn, nó có cái lọc trà luôn nè mọi bình người. Bình thường á mọi người uống mà đựng trong cái chai thủy tinh là mọi người yên tâm nhất rồi. Nó không bị biến đổi chất, với lại là nó sẽ an toàn. Thì mọi người có thể mua để mà để trong cái bình thủy tinh vậy. Nếu như mọi người là cái người rất là kỹ tính, kiểu như sợ là bỏ vô trong ly nhựa hay ly gì đó. Đúng rồi, sợ nước nóng bỏ bị này bị kia. Thì đây là cái bình thủy tinh cho mọi người. Đó, và chịu nhiệt tốt nha. Mọi người nhìn nó là bình thủy tinh, nhìn nó rất mong manh dễ vỡ. Chỉ có mọi người đừng có va chạm mạnh quá. Còn ví dụ khi mà mọi người dùng hàng ngày thì nó không sao đâu. Mình cứ nhẹ nhàng với nó là ok. Cái bình này mà để pha trà là quá ok. Hoặc là mình uống những cái loại thảo mộc đồ đó là quá xuất sắc luôn. Sẽ có một cái túi cho mọi người đựng nè, để cầm đi. Tại nhiều lúc nước nóng á, mọi người không có thể nào cầm vậy, nó phỏng tay. Thì của nhãn hàng đã có tặng thêm cái này cho mọi người luôn. Cái túi cầm luôn, mọi người đó, đeo cũng được luôn. Đeo hay là mọi người treo lên đều được. Tại vì cái này á, nó có tăng đơ. Nó có tăng đơ để mà giảm kéo giãn như vậy, để mọi người có thể đeo vô hoặc là sách đó, như thế này. Đẹp không mọi người, dễ thương không? Rất là thời trang, rất là ok ha. Rồi mọi người mua thì bấm vào giỏ hàng thanh toán giùm em luôn nha. Rồi bây giờ em qua ha mọi người ha. Rồi cho em xin qua sản phẩm khác đúng không? Rồi bây giờ cho mọi người 60 giây thì chốt. Bây giờ em qua nha, ly giữ nhiệt vẫn còn. Còn mẫu nào chúng ta chưa lên không? Đủ 3 mã rồi nha mọi người nha. Bây giờ em qua nha, tí nữa em có thời gian sẽ phòng lại nha anh chị nha, nhãn hàng nha. Rồi bây giờ qua đồ ăn nè mọi người, qua đồ ăn nè. Bây giờ mọi người chưa ăn tối vào ăn ở Trung Thu hả? Trung Thu, chưa tới Trung Thu mà bây giờ được ăn bánh Trung Thu sớm luôn mọi người ơi. Rồi mọi người bây giờ là bánh Trung Thu nha. Ok chị, chào chị. Rồi. Ai mới vô là vô liền. Rồi. Ủa anh bảo. Đấy, em chào anh. Rồi bánh Trung Thu này, bây giờ là mút băng bánh Trung Thu nha mọi người nha. Năm ngoái là em... anh hello ở trên live.
Không, anh mới tới mà. Anh mới tới đúng không? Lúc nãy anh coi livestream là chưa mà. Nhận hàng. Rồi anh bây giờ anh nhận hàng này anh. Bây giờ nó tối rồi, lại 8 tiếng rồi. Ừ, anh bây bảo giờ bán cái gì trước anh? Nay từ 1 giờ. Dạ. Đúng rồi. Thanh xuân anh Nga tuổi đúng trẻ. Đúng rồi, bây giờ tụi em tuổi trẻ chứ mà mai mốt tụi em chắc cũng không có là nổi vậy đâu. Ok, rồi. Bây giờ lên bánh trung thu cho mọi bánh người. Bánh trung thu ha. Okay, bánh trung thu bây giờ mọi người mua làm quà là được rồi đó, sắp tháng 8 rồi. Bây giờ thường là mọi người sẽ nghĩ là bánh trung thu là tới trung thu mình mới ăn đúng không? Vâng. Lúc đó nó bị bão hòa rồi em ăn nó bị ngán rồi. Vâng. Bây giờ bánh trung thu bây giờ đầu mùa là mình đón đầu ăn. Nói chung là mùa nào cũng thấy anh bảo bán bánh trung thu hết trơn rồi. Ủa, rồi đúng rồi, anh là làm MC xong rồi anh có kinh doanh nữa rất là giỏi luôn. Quanh năm luôn. Nhưng mà bánh bánh trung thu anh quanh năm luôn đỉnh vậy. Ừ, bánh của anh nhưng mà là nhà anh tự làm tự đúng làm. Rồi, làm nhà anh làm hình như em nhớ là còn nhiều loại bánh khác nhưng mà chủ yếu là trung thu đúng không anh Bảo? Đúng rồi, chủ yếu là trung thu thôi. Bây giờ mọi người ơi, bữa giờ thì ai đang bánh trung thu của Bảo rồi, bây giờ mình comment bánh trung thu đi, bây giờ mình lên cái điều sốc sốc cho đẩy view. Sốc sốc rồi anh ha. Bây đúng giờ rồi. Chia sẻ cho hai phát tầm 30 hay 50 lượt chia sẻ gì đâu mọi người. Rồi bây giờ là 30 rồi, bây giờ mọi người chia sẻ là nhiều nhiều giúp em một xíu nữa ha. Bây đúng giờ rồi. Em lên điều. Lên điều 99k. Rồi comment bánh trung thu lên 99k. Lên cái điều bánh trung thu 99k, bình thường một cái bánh đây anh xem. Trời bánh đại mọi người ơi, cái bánh này nhìn đã đời chưa? Bình thường là mọi người bây giờ trước khi mua là mọi người check trước nha. FB của anh 10 năm qua là anh bán một cái này 360 ngàn. Lần mọi người. Bây okay. Giờ 99 nè, mọi người comment 99 giúp em. Bây giờ ai đã mua bánh trung thu của Ly Bảo rồi thì vô đây cứ mua. Nếu như mà không được em ơi, từ bữa trong cách này 2 tuần dạ. Cho phía không phải là mình khoe để cho mọi người biết là cái sản phẩm của mình bán như thế nào. Dạ. 2 tuần vừa rồi anh đã bán 1.500 hộp rồi. Wow, wow. Quá đã. Comment 99 nha, liên tục để nha. Để cho mọi người xem là nếu như mà không ngon là cái sức mua nó không có như vậy. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mọi người comment bánh trung thu 99k cho mọi người. Em ơi, ghi cho anh cái deal 99k là cái bánh hộp cẩm gà quay. Bao nhiêu deal anh? Ok. Bây giờ mình có bao nhiêu deal rồi ta? Chưa lên. À rồi. Ok, rồi. Nhưng mà với điều kiện là bây giờ đang có 28 lượt chia sẻ, bây giờ mọi người cho thêm 30 lượt chia sẻ đi. 30 lượt chia sẻ, mọi người chia sẻ liên tục cùng em nha. Bán được không tính sao mà bây giờ cho cái lượt chia sẻ đẩy view cho phiên live của Hải Bảo. Đúng thôi, rồi, okay. Mình chia sẻ mạnh vô mấy chia anh chị. Chia sẻ mạnh vô mọi người, bây giờ là 150 rồi. Bây giờ chia sẻ liền giúp em 31 rồi, mười mấy lượt nữa thôi là bây đúng giờ là rồi. Có đi rồi. Bây giờ mình chia sẻ mạnh mẽ vô comment giùm em điều 99k. Ok, bây giờ mọi người comment 99k nha. Bánh trung thu này là bánh trung thu nhà Bảo tự làm. Trước khi mà mọi người mua thì mọi người có thể vô xem cái review và mọi người xem về bánh trung thu của Ly Bảo, một trong những bánh trung thu đây là homemade, nó không phải là hàng công nghiệp. Nhà làm nha mọi người, 10 nhà tự làm nha cả nhà ơi. 10 xe nữa thôi mọi người, 10 xe nữa thôi. Ồ nhanh vậy hả? Ok, lên 10 lượt xe đó mọi người. Nhanh lắm. Điều giảm giá cho nên nhanh lắm. Mọi người không phải chờ đến trung thu mới ăn bánh trung thu, với lại mọi người có thể tặng trước. Những cái người nào mà mình cảm thấy là mình bận rộn quá tới ngày đó mình chưa tặng, mình tặng trước đôi khi mình là cái đúng người rồi. Để lại ấn tượng cho người mà ta. Mà đồ nhà làm mà mọi người tâm chưa lên bà Linh bán đồ nhà làm này. Ờ, anh đúng luôn anh. Là em hoa hậu luôn đó anh. Nó hốt đó. Luôn đó. Hoa hậu trong rồi. Ngày hôm nay sẽ là những cái deal và cái giá mà coi như là chưa từng có, chấn động luôn. Đúng rồi. Có vị dừa không? Hôm nay có một tí không? Xíu có một cái có combo dừa mà từ bữa giờ 1.500 hộp chưa bán vị dừa và ngày hôm nay làm riêng cho phiên của tụi em thôi. Ok. Rồi, bây giờ cả nhà ơi lên deal 99k cho mọi người luôn nha. Ok. Chuẩn bị nha, đếm đi. 10, 5, 5 luôn hả? 5 đi. 5, 4, 3, 2, 1, lên luôn. Là một cái bánh trung thu 600g 4 trứng, bình thường bán là 360.000, bây giờ bán 99.000 để cho mọi người thử trải nghiệm. Rồi phi ship luôn không? Rồi, rồi. Cái bánh này đúng không? Cái bánh to này rồi lên, rồi lên, rồi lên, rồi. Dạ, đã lên nha mọi người ơi. Là cái bánh to này luôn mấy chị. Đã lên nha, đã lên nha mấy anh chị ơi, đã lên để mấy anh chị nói là sao mua không được. Đó, nó nhanh lắm, bình thường rồi, mấy chục người bỏ mấy rồi hết rồi. Anh sẽ lên liên tục cho mọi người, yên tâm, anh sẽ lên tục, miễn sao đẩy view cho tụi em là được. Rồi. Rồi đây. Hết luôn rồi. Cái bánh lớn này luôn, đã bán hết luôn. Em ơi, bây giờ mình lên một cái combo đi, cả nhà ơi, cả nhà muốn mua có hộp hay không hộp? Nếu như mà bình thường một cái bây giờ mà có hộp như vậy nè, Bảo chia sẻ cho mọi người nha. Nếu như mà có hộp á cả nhà thì chỉ có 4 cái thôi, nhưng mà bình thường anh bán là 279.000. Nhưng mà bây giờ mọi người mua combo không hộp đi. Không hộp thì anh 4 cái anh biếu cho 2 cái là nhận về 6 cái nhưng mà rẻ hơn 279.000 luôn. Nói chung là mình sẽ nhận cái bánh để mình ăn hơn. Rồi. Không có cái hộp này, đúng không ạ? Nhưng mà ngày bình thường anh bán là một hộp như vậy là 4 cái. Nhưng mà trong phiên live của Hải Phốt ngày hôm nay mua 4, biếu 2, nhận về 6 cái. Mọi người ok không? Ok luôn. Rồi, bây giờ 6 cái bánh nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có là 2 cái thập cẩm gà quay, 1 cái nhân dừa, 1 cái nhân trà xanh, một cái nhân hạt sen và một cái nhân khoai môn. Mọi người nghe rõ không? Nhận về 6 cái bánh như vậy. Vâng. Trong phiên live ngày hôm nay và lần đầu tiên có trong 2 tuần vừa qua bán, ai chết mà có cái deal này rồi đền cho mỗi người 10 triệu. Ok chưa? Ok. Rồi, bây giờ bình thường là cũng 400 mấy đúng không? Bây giờ là
bây giờ cho mọi người 10 deal. 10 deal đầu tiên đi. 10 deal hả? 10 deal quá thật, 10 deal không anh? Thật. Thật ok ha. Ok, bây giờ cho mọi người 10 deal. Giá màu sau hết là 199.000. 199.000, 10 deal nha mọi người. Không bao giờ có cái giá này nha. Mọi người, 6 cái bánh. 10 deal. 10 deal nha mọi người nha, 10 deal 199.000. 10 deal nha mọi người, không bao giờ có cái giá này. 4 cái luôn hộp đã là 279.000. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người bỏ cái hộp ra, mua 4 biếu 2 nhận về 6. Mà bây giờ dưới 279, bây giờ tri ân 10 deal đầu giá. Thêm sát vào sổ hàng dùm em chuẩn bị nè mọi người ơi. Mọi người comment 199 đi. 199. 199 kìa. 10 giây cho mọi người comment 199 nha mọi người nha, 199 giùm em. Để cho bên em lên nha mọi người nha, 199 để chuẩn bị lên mọi người. Mua 4 tặng 2 là về tay 6 mọi người nha. Và đủ luôn. Rồi comment liên tục giúp em. Cả rồi. Vị mặn và cả vị ngọt cho mọi rồi, người. Rồi cả nhà comment 199 chuẩn bị lên nha mọi người ơi. Ok. Có vị dừa cho chị nào lúc nãy hỏi luôn nha. Dạ combo mọi người đẩy lên hơn 200 mắt xem đây nha. Ok, 6 cái bánh này có gì bảo nhắc lại cho mọi người, gồm có 2 cái thập cẩm cà quay, 1 cái hạt sen, 1 cái khoai môn, 1 cái dừa và 1 cái trà xanh. Đúng rồi, okay không? Vừa có bánh mặn vừa có bánh ngọt. Combo cho mọi người trải nghiệm mua về ăn không ngon đền tiền, nhận đến về cái bánh luôn. Mà cái đi bánh dao bị bể là bên anh gửi một cái bánh khác miễn phí. Hay. Ok không? Tại vì những gì nói trên đây phải đúng. Và nếu như mà đã xuất hiện cái deal này ở đâu rồi, anh đền cho mỗi người mua 10 triệu. Vâng. Chỉ làm cho em ngày hôm nay thôi. Cảm ơn anh. Ok, okay không? Bây rồi bây giờ lên nè. Hàng giúp em đi. 10 deal. 200 người nè, bắt đầu em lên đi. Chưa bao giờ 6 cái bánh có giá 199.000. Rồi bây giờ lên cho mọi người nha. Đâu nó tương tự là đâu là cái này đây anh. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ bỏ không lấy hộp thôi. Cần gì hộp lấy về anh, cần gì hộp. Đúng rồi, bây giờ là mua 4 biếu 2 là nhận 16 cái. Ok chưa? Lên đúng rồi. Hộp nha mấy chị, chứ để nói mấy chị nhận đấy, mấy chị nói ủa hộp từ đâu đâu. Đúng là có ghi rõ trong đây luôn, để là không hợp. Rồi ok, sẵn sàng chưa? Bây giờ mình đếm mình lên luôn nha. 5 4 3 2 1 lên. Đúng 200 người. Trời lên view luôn rồi kìa mọi người ơi. 199.000. 199.000 thấy ha, mua hơn 199.000 đừng mua. Ok chưa? Rồi 199.000 và còn phí ship tiền phí sàn của TikTok 17%, tiền ship 40.000 mà 6 cái bánh tính ra mọi người cũng luôn nhiêu tiền. Đúng rồi, tại vì em cũng bán trên sàn, biết thật ra là hôm nay là được bôn trợ của Hải nè, cộng với lại bên shop người ta hỗ trợ nữa nên cái giá của mình quá ưu đãi rồi mọi người ơi. Chắc rồi. Đủ rồi. 10 deal đầu cho mọi người giá 199.000 nha, để cho mọi người mua về trải nghiệm. Mọi người ăn trước khi mua, mọi người bấm vô ly bảo, mọi người xem về cái đánh giá đi, mọi người sẽ thấy cái chất lượng như thế nào. Ai đã bỏ vào giò hàng thanh toán liền dùm em nha mọi người. Hiện tại là cái bánh này đang được đánh giá 5 hết sao luôn rồi nha mọi người, hết luôn. Giờ mình còn deal nè. Yếu quá anh. Ôi, rất nhanh luôn rồi. Deal đi anh ơi. Mọi người bây giờ cho thêm 5 deal đi để em check xem là bao nhiêu người mua được. Ai mua được comment đã mua dùm em nha. Cả nhà ơi. Ai mua được comment đã mua dùm em. Rồi, trước khi mua phải cho mọi người biết một cái thông tin. Bánh này không phải là bánh công nghiệp. Người ta comment có mua được đâu. Và bảo là chủ luôn nè. Bảo là người làm ra cái bánh này cho mọi người, mỗi ngày làm được nhiêu bán nhiêu. Nên mọi người ăn không có lo. Mua bánh trung thu của bên Bảo mà còn được bảo hành. Mọi người ok chưa? Dạ. Chưa thấy luôn, người ta chưa mua được anh ơi. Rồi, bây giờ chưa mua được. Nếu như mà bây giờ lên 199 á thì bây giờ lên mà 199 á là mua rồi. Lên rồi. Mấy chị ơi phải nhớ bấm vô bây giờ, nha. Bây giờ mấy anh chị ơi, nếu như mà muốn lên 199 á thì anh chỉ lên được 5 deal hoặc 10 deal thôi, tại vì nó lỗ dữ lắm. Còn rồi. Nếu như mà lên 20.000 thì lên cho thoải mái khoảng tầm 30 deal. Bây giờ lên tại vì bình thường anh bán 4 cái đây là 279.000 mà bây giờ mua 6 cái mà có 220.000 à. Rồi giờ làm sao cái giá nào tốt nhất để nhiều người mua nhất? Đúng rồi, bây giờ anh cho giá nhiều người mua đi anh ơi. Để bao nhiêu người mua được. Ok, bình thường bán 279 giờ bán cho em là 200. Em ơi cho anh một cái deal là 219.000 luôn. 219 nha mọi người. 20 điều. Cộng thêm 20.000 nữa đi. Nha, lúc nãy là mình đạt được 199, bây giờ dạ, cộng 20.000 nữa. Ai mua bánh bên trang Bảo mọi người sẽ biết, mỗi ngày một cái phiên live của Bảo bán mấy trăm hộp, không có cái giá này đúng không ạ? Bây giờ 219.000 Bảo tự hào Bảo nói với mọi người luôn. 219.000 nhưng mà cho mọi người 20 điều đầu để xem mọi người trải nghiệm như thế nào. Mọi người cho 20 điều. Ok không? Rồi 20 điều. Ok. Mọi người ok, khoan, mọi người comment cho thấy 219 để coi mọi người có đồng ý ok không? Ok rồi, mình qua cái điều khác. Rồi ơi, bây giờ nếu đồng ý comment về 219 để em lên đơn, còn không là khó khăn với nhau mọi người ơi. Comment giùm em 219 nhưng mà nhận về được 6 cái bánh, 2 cái bánh thập cẩm, 1 cái bánh dừa, 1 cái bánh trà xanh, 1 cái bánh khoai môn rồi. Và 1 cái bánh hạt sen, ok chưa? Phí ship cho mọi người luôn nha mọi người. Dạ. Ship nha mấy chị. Phí ship em chia sẻ cho mấy anh chị, tiền phí sàn hết 17% rồi. Đúng tiền rồi. Ship hết 30-40 ngàn nữa. Đúng em rồi. Tính ra có nhiều có 150 mà 4 cái bánh. Mua ở đâu mua ở đây đi, mua về ăn trải nghiệm. Bánh mấy tươi không cho bỏ quản. Bây giờ tiếp tục comment giùm em 219, nãy giờ em thấy mấy chị đồng ý rồi, bây giờ mấy chị đồng ý thêm nữa đi để em set deal luôn. Rồi mọi người comment 219 quá nhiều rồi, rồi mất thời gian mình lên luôn. 20 deal cho mấy anh chị săn. 5, 4, 3, 2, 1 lên. Rồi view lên luôn rồi mọi người ơi. Mọi người cứ ở lại, mọi người cứ đẩy view cho Hải Vót và Linh. Thì Bảo sẽ cho mọi người deal sốc luôn. Tiếp tục một tí xíu nữa, còn nữa 219 ai đã săn mua về ăn giùm Bảo. Nếu như mà nhận cái bánh về, cái bánh bị bể nha. Đã lên deal nha mọi người. Nhân viên gửi một cái bánh khác cho mọi người.
mấy chị mua đi, bấm mua đi mấy chị. Ai bấm mua được mua lẹ lên comment quay lại đã mua giùm em nha mấy chị. Nhớ bỏ vô giỏ hàng thanh toán, đừng quên tí nữa tắt phát like cái like làm về giá cũ đó nha. 219 ngàn mà mấy chị nhận về 6 cái bánh nha. 6 bánh nha, bình thường 4 cái bánh chỉ có là